Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ tại khu vực Trung Đông ngày 18 tháng 2 đã cho biết quân đội nước này đã mở 5 cuộc không kích mới vào các mục tiêu của nhóm Al-Houthi tại Yemen. Đợt không kích mới nhất của Mỹ vào Yemen được tiến hành chưa đầy một ngày sau khi Al-Houthi thực hiện cuộc tập kích tên lửa vào một tàu chở dầu trên Biển Đỏ. Trong các mục tiêu bị oanh tạc, có một tàu ngầm và hai xuồng không người lái, cùng ba tên lửa hành trình tại các khu vực do nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn kiểm soát ở Yemen. CENTCOM khẳng định, các mục tiêu bị không kích vì tạo ra mối đe dọa rõ ràng với các chiến hạm Mỹ cùng các tàu thương mại quốc tế trên Biển Đỏ. Đáng chú ý, CENTCOM đánh giá đây là lần đầu tiên kể từ khi phát động các cuộc tấn công nhằm vào tuyến hàng hải trên Biển Đỏ ngày 23 tháng 11 năm 2023, Al-Houthi triển khai tàu ngầm không người lái tham gia các cuộc tấn công. Đợt không kích mới nhất của Mỹ vào Yemen được tiến hành chưa đầy một ngày sau khi Al-Houthi thực hiện các cuộc tập kích tên lửa vào một tàu chở dầu trên Biển Đỏ. Theo thông báo của nhóm vũ trang Yemen, con tàu bị tấn công là Pollack thuộc sở hữu của Anh, trong khi quân đội Mỹ khẳng định phương tiện này thuộc về Đan Mạch. Al-Houthi là nhóm vũ trang chống chính phủ lớn nhất tại Yemen, hiện đang kiểm soát 1/3 diện tích lãnh thổ, trong đó có thủ đô Sana'a và một số thành phố lớn. Từ cuối tháng 11 năm 2023, nhóm này liên tiếp mở các cuộc tấn công bằng cả tên lửa, máy bay không người lái và tiếp cận trực tiếp nhằm vào các tàu trên Biển Đỏ nhằm gây sức ép buộc chính phủ Israel phải chấm dứt chiến dịch tấn công quân sự vào dải Gaza từ đầu tháng 10 năm 2023. Tháng 12 năm 2023, Mỹ thành lập Liên minh Hải quân quốc tế để đối phó với các mối đe dọa từ Al-Houthi trên Biển Đỏ với tên gọi Người bảo vệ thịnh vượng. Đến ngày 11 tháng 1 vừa qua, Mỹ cùng các đồng minh phát động chiến dịch không kích vào Yemen, chính thức mở ra mặt trận đối đầu quân sự trực diện với nhóm Al-Houthi. Các lực lượng Mỹ ở Biển Đỏ đã thực hiện thành công 5 đợt tập kích mang tính tự vệ nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công trên đất liền và trên biển từ các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen. Lầu Năm Góc ngày 18 tháng 2 tuyên bố các lực lượng Mỹ ở Biển Đỏ đã thực hiện thành công 5 đợt tập kích mang tính tự vệ nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công trên đất liền và trên biển từ các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen. Theo Lầu Năm Góc, các đợt tập kích được thực hiện lúc 15 giờ và 20 giờ ngày 17 tháng 2. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ CENTCOM xác nhận lực lượng này đã tấn công 3 tên lửa hành trình chống hạm di động, một phương tiện không người lái dưới nước và một xuồng mặt nước không người lái. Trên mạng xã hội X, CENTCOM lưu ý, đây là lần đầu tiên chứng kiến Houthi triển khai phương tiện không người lái dưới nước kể từ khi những cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 23 tháng 10. CENTCOM xác định những tên lửa và phương tiện kể trên là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu hải quân và tàu thương mại của Mỹ trong khu vực. Các đợt tập kích nêu trên của quân đội Mỹ nhằm mục đích khiến vùng biển quốc tế trở nên an toàn hơn. Kể từ giữa tháng 11 năm 2023, lực lượng Houthi liên tiếp tấn công các tàu thương mại có liên quan đến Israel ở Biển Đỏ nhằm bày tỏ lập trường ủng hộ dành cho người Palestine trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại dải Gaza leo thang. Các vụ tấn công của Houthi trên Biển Đỏ làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại thế giới qua tuyến vận tải biển quan trọng này. Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành nhiều đợt tập kích nhằm ngăn chặn hành động của Houthi. Xuồng không người lái trên biển USV đã trở thành vũ khí đáng gờm được cả quân đội Ukraine và nhóm vũ trang Houthi sử dụng để tấn công các tàu chiến. Houthi đã triển khai các USV vào vùng biển ngoài khơi Yemen để đe dọa tàu thương mại và tàu của Hải quân Mỹ, bên cạnh việc tiếp tục sử dụng UAV và tên lửa để tấn công. Khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS D.Y. Eisenhower của Hải quân Mỹ được huy động để tham gia hoạt động chống lại các cuộc tấn công ở Biển Đỏ, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen đã bổ sung một thiết bị mới vào kho vũ khí là xuồng không người lái trên biển USV. Hãng tin CNN nhấn mạnh, đây cũng là lần đầu tiên Houthi sử dụng USV kể từ khi bắt đầu tấn công các tàu thương mại ở phía nam Biển Đỏ, nhằm thể hiện sự ủng hộ với nhóm vũ trang Hamas trong giao tranh với quân đội Israel ở dải Gaza. Chuẩn đô đốc Mark Migores, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS D.Y. Eisenhower nhận định, USV là mối đe dọa chưa thể xác định do chúng tôi không có nhiều thông tin và nó có thể cực kỳ nguy hiểm. Cũng theo ông, USV tạo ra một trong những kịch bản đáng sợ nhất. USV mang đầy bom và có thể di chuyển với tốc độ khá nhanh. Nếu không phản ứng ngay tại hiện trường, chuyện cực kỳ xấu có thể xảy ra, ông cho hay. Ông Migres đồng thời cho hay, Mỹ cũng không có thông tin Houthi đang sở hữu bao nhiêu USV. Còn theo trang Maritime Executive của Mỹ, các lực lượng Mỹ đã chạm trán với USV của Houthi trên các tuyến đường vận chuyển thương mại ít nhất là 3 lần.
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết, ngày 5 tháng 2, quân đội Mỹ cũng đã phát hiện và tiêu diệt hai USV bị xem là mối đe dọa sắp xảy ra. Quân đội Mỹ còn thường xuyên tấn công các USV mà Houthi chuẩn bị hạ thủy. Trước Houthi, Ukraine trở thành lực lượng tiên phong sử dụng USV trong chiến đấu khi thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào hạm đội Biển Đen của Nga và gây ra thiệt hại đáng kể cho đối phương. Theo đó, chỉ riêng trong 2 tuần, Ukraine đã đánh chìm một tàu hộ tống và một tàu đổ bộ của Nga bằng cách sử dụng một vài chiếc USV Magura V5 giá rẻ nội địa. Chuyên gia Bas Silverman tại Đại học Lancaster ở Mỹ nhận định, thông thường, USV không đánh trúng mục tiêu, nhưng nếu thành công, chúng sẽ mang lại cho Ukraine một lợi thế bất đối xứng to lớn. Trả lời phỏng vấn tờ New York Times, một người điều khiển USV của Ukraine có biệt danh 13 từng chia sẻ về kinh nghiệm điều khiển một dàn USV tấn công tàu tuần tra Sergei Kotov của Nga vào tháng 9 năm 2023. Vũ khí này cực kỳ hiệu quả. Hãy tưởng tượng, chi phí đóng những con tàu như Sergei Kotov và đào tạo cho thủy thủ đoàn rất lớn, phải mất nhiều năm để đóng tàu và học cách vận hành. Ngay cả khi rất nhiều USV được sử dụng để tấn công một tàu chiến, chúng vẫn rẻ hơn hàng nghìn lần, 13 nói. Hồi tháng 12 năm 2023, ông Mikhail Danilenko, giám đốc điều hành công ty công nghiệp quân sự KMZ, cũng xác nhận rằng những chiếc USV đầu tiên được chế tạo cho Bộ Quốc phòng Nga đã được đưa tới khu vực thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine để thử nghiệm. Công ty an ninh hàng hải Ambre của Anh ngày 18 tháng 2 cho biết, một tàu chở hàng mang cờ Beeline đăng ký ở Anh và do Liban điều hành đã báo cáo bị tấn công ở eo biển Bab Amandab. Hãng Ambre cho biết, con tàu đang đi về phía Bắc trong hành trình từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đến Varna, Bulgaria thì bị tấn công. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh cho biết, họ đã nhận được báo cáo về vụ việc cách An Mukha của Yemen 35 hải lý, hơn 56 km về phía nam. Lực lượng Houthi của Yemen đã liên tục thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào hoạt động thương mại vận tải quốc tế ở Biển Đỏ và eo biển Bab Amandab kể từ giữa tháng 11 năm ngoái. Houthi tuyên bố động cơ của họ là muốn bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas.